Không chứ lại nha, kỹ sợ không chứ lại nha. Các bạn làm sao á? Alo. Alo. Hi. Bạn đứng cái gọi đây mà mày alo. 153 người đang xem cũng trời trời. Tôi lại. Tới cuối luôn. Thế là chuyện. Đứng. Vô nào. Không chờ tới nó quậy. Thôi rồi, đừng xem phim rồi. Mọi người có nói gì vừa nãy vậy, đứng mất trên nổi nha, chứ xa không tới. Đạo diễn Thu Hà. Cảnh này ở trên mạng. Ôi đẹp ha. Cảnh này chắc là Ninh Bình. Cao Bằng. You are my stupid boy. Luyện khí công. Luyện khí công. Hay quá, hay giống quá. Xin lỗi bạn. Đó là tập dưỡng sinh. Đúc ui. Đó. Con chào con. Chúc đó. Ủa mà con chú có cái gì ngon? Dạ. Dạ tôi không cho nói. Người còn lại cũng khó đợi, còn buồn thấy con tim đều có được mong. Người từng là nước mắt, nụ cười ngược gió ngược giông. Anh sẽ ở lại. Chơi đẹp hả? Nghệ quá. Yêu là chết đi trong lòng, vậy có chết đi cả đời. Vậy anh là gì trong em? Bao năm vẫn chưa trả lời. Bên sông sao không về đây? Lòng này thương em bao la trời mây. Một lòng nữa. Yeah. Quá xịn. Đỉnh. Mạnh bại. Mạnh kìa, mạnh cái bên. Ê, mày áo này luôn nè. Từ đây, cãi quá. Cái trình HD được. Nói rồi, mẹ bị dễ tức lắm. Cái mồi tao nhìn sức chết vậy. Không phải. Không phải đâu, do khúc này là bị TV mờ. Để im câu nha. Giờ đúng rồi. Reaction là phải bấm lại nói chuyện xong rồi kêu tiếp đúng không? Quá chuẩn luôn. Giờ đúng đúng không? Hai góc máy khác nhau hiểu không? Ok. Đẹp à? Có phim này phải Hollywood được. Ê, ở cái áo nữa tao mới thay. Tao mặc cái áo luôn anh chơi. Thưa mẹ, con mới về. Con. Ngồi xuống con. Đây là Pha, bạn của con. Nhưng mà con nó kể mẹ. Chào con. Đi đường xa mệt không con? Tính ra trong kịch bản là có cái khúc mà dạ con chào cô đi lên phim cho mình mất dạy luôn, không chào luôn. Không nhưng mà cái đó cô bà nói nhanh quá như vậy á. Dạ con không sao ạ. Người yếu tin nói gì á. Trời còn giấu mẹ nữa, mẹ đẻ ra con lại mẹ không biết. Dường thì nói gì với con vậy? Có đâu con, nó công như hết á. Nhưng mà cái chuyện này là không có qua mặt cô được. Nhìn là cô biết ngay người yêu nó rồi hả? Chuyện này... ngại quá. Tự nói với mẹ. Nhưng mà nếu mình biết rồi á, thì con... cô bé đó, mẹ thích đó. Mẹ gì? Cô bé. Con bé ừ. Người dễ thương mà người gắn kỹ tháo quá nữa. Bây giờ thành phố ít có đứa nào được như nó nha. Chứ như nó là mẹ gì? Thì còn ai nữa bé Quyên đó. Quyên. Rồi. Kêu về đấy hả? Sao như vậy? Chừng đi nắm tay nên hơi lâu. Hiểu không? Chúc hiểu không? Hai đứa mình là dễ đi vô nắm tay á. Chúc đi con mình, Chúc đi hơi lẹ. Chúc biết đi chị nhà trường luôn. Chúc máy đỉnh. Dạ, con mời qua cái cây. À, cô cảm ơn con.
mới về cái là lao vô bếp lục đục từ sáng giờ. Mệt không con? Dạ, không sao đâu cô. Ở nhà con hay làm mấy việc này hoài à. Đúng là nhà nào mà cố công dân con á thì phúc bà trời luôn. Mẹ chứ quê mẹ trắng hơn trường phố. Mẹ sẽ cái tấm trắng. Cô lấy con nghe nè. Nhà cô thì nghe đơn lắm. Cô có mỗi một trường à. Mà nó thì đi học trên thành phố suốt. Lâu lâu nó mới về đây. Cho nên là cô rất là mong lắm là có người yêu sớm. Rồi khi tốt nghiệp cái là cô không mất cứ luôn. Rồi khi mong có con để cho cô có cháu của một mấy. Thì cho cô có con đi kìa. Con biết không, giờ nhìn mấy bà hàng xóm á, bà nào cũng tay bồng tay bế thiệt á. Cô ham quá đi. Mà giờ chỉ biết chờ thôi. Dạ, cô đừng lo. Con nghĩ anh Trường sẽ hiểu suy nghĩ cô mà. Không bé ơi, anh không hiểu bé ơi. Buồn, buồn ngớt mắt kìa trời ơi, buồn. Chết, 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 khúc này nè. Ghê đó, khúc này điện ngành thôi đi, khúc đó. Hình như có người bị điếc phải. Mẹ Trường nói hẹn. Nhẫn bỏ bằng chứ. Buổi sáng nó còn sưng. Con mặc đồ của Trường nữa chứ. Cái đồ quậy quậy, biến thái. Tao nói cho mày biết, Trường con ngồi. Đúng đúng. Anh sẽ không bao giờ cho mẹ của anh buồn đâu. Mày biết điều thì cút khỏi đây đi. À thế à. Mắc gì đuổi. Mẹ của Trường sẽ không bao giờ chấp nhận bước gây như mày bước chân vào cái nhà này đâu. Nhìn bỏ bạn cười. Chó nhà không xích lại. Để thả chạy nhong nhong vậy ta. Mới ép hả. Đó. Ai quan tâm đất cũng đó của chú á. Tỉnh thật sự á. Cô nói là chó đó. Nó không lăn vậy thôi. Bộ em nhột hả? Cô là ai? Người đi đường thôi. Nhưng mà nghe nó chuyện chướng tai quá cho nên phải dừng lại. Để coi con cái nhà ai được dạy dỗ tốt dữ vậy. Chuyện này không liên quan tới cô. Đừng có tí những người khác. Đúng 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 đúng. Cũng đúng. Thôi mình đi tiếp cũng đi đúng. Hai đứa. Dân tàu nét nè. Vô phim tét não mày. Đồ nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Ai chờ. Trời bạn đứng không có thổi. Gì? Khi mà chị Hà coi cái reaction này nhớ cho em thoại. Bởi ta nói sao tầng chân trời gần ngay trước mắt. Quan gia có hẹp. Đúng rồi, quan gia có hẹp đâu không cãi nhau chi vô gặp ngay người quen. Chú à, khúc này là xui cho em thôi. Còn đây là muốn bà ơi. Bà Nhật Minh thì Trường gọi là anh chị đó. Con cứ theo Trường mà gọi như vậy luôn đi nha. Lịch chiếu phim là một tuần một tập thứ bảy hàng tuần lúc 19 giờ. Chào anh. Chào chị. Chết. Tự nhiên nghe câu chào thấy nó nặng hẳn ra ha. Hồi nãy á, hình như có người nói á, là không có liên quan thì đừng có xí vô. Mà hình như á, là bây giờ mình liên quan rồi thì phải. Là sao con? Dạ có gì đâu bố. Chị con hay nói sảy, cô kệ. Nói sảy. Bây giờ mới để ý con nó chửi. Dạ ba mẹ con nó kẹt. Chắc có lẽ là khoảng 30 Tết mới về được bố. Thôi không có sao đâu. Để cô kêu Trường lát nữa vô dọn phòng cho mấy con nghỉ ngơi. Còn mấy bữa nay là bên nhà con không có ai nè. Thì thôi cứ ở đây chơi với cô mấy ngày nha. À, cậu bé này là ai? Là bạn của con á. À, cô thích cô. Ngoãn à, người yêu mà em kêu là bạn. Em điêu vừa phải đó. Chào con. Chà, người thành phố có khác ha. Đẹp trai dữ vậy. Dạ, cảm ơn cô. Thôi mệt rồi. Mấy con vô trong nghỉ ngơi đi ha. Dạ, vậy tụi con xin phép vô trước nha cô. Cô chán mà còn xin phép nữa. Thôi con cũng vô, thay bộ đồ cho nó thoải mái nha cô. Con đi vô đi. Chị đi trước nha em.
Lý kìa. Lúc này mỗi chút cũng nhạt quá hả? Ừ. Trời ơi. Ác rồi, ác rồi. Môi thâm nữa chứ. Ác rồi, môi thâm luôn trời. Gì, nói gì? Chúc ơi, sau khi em toàn xem video này thì em vừa ác mà môi em vừa thâm. Đó, bây giờ em hãy bôi cái môi thâm đi rồi nói chuyện với anh nha Trúc. Do lại chỗ nên ngủ không được á. Khúc này là tao buồn ngủ thiệt rồi. Nhưng mà cái khúc này mà môi bằng nó hơi chu chu nha. Đúng đúng. Tao nói thiệt mà. Buồn chị của Quyên đúng không? Không. Chị là buồn chị. Xạo cho. Chị Hà bắt mày hiểu không? Ừ. Vậy đó. Mà sao mấy người không lo đi ngủ đi? Tôi nghe nói sáng mai mấy người đi làm sớm à. Mấy người vô ngủ đi, tôi vô. Mấy người cũng vô á. Tôi ngồi để tới sáng cho cậu. Khúc này tao buồn ngủ hệt luôn á. Rồi, vô thì vô. Vậy phải ngoan không? Đêm hôm mà ngồi đây, muốn chết xuống quyết bây giờ. Xuống quyết bây giờ. Là cái câu đó nó bị đớt hay sao ta? Nó bị nhanh. À, bị nhanh. Ui da. Trời ơi. Ngủ cánh tao. Dạ chân luôn mày, đứng ngủ cánh tao. Mẹ. Tao bị mũi cắn á, quên tao một chút đi. Rồi, nó chích chỗ nào? Ở đây nè, chỗ này, đau lắm luôn á. Chỗ này hả? Ừ. Đau. Vậy mới đáng với mày. Không biết tôi qua tiếng Ngọc nữa chưa. Hoa với Ngọc tôi không thấy. Tao chỉ thấy trên mặt mày có mụn thôi. Ê, đau rất đau luôn. Breaking hurt. À, hiểu rồi. Quen lâu rồi, cái bây giờ chán rồi chứ gì. Xong rồi về quê, có chai mới thì bắt đầu chê tôi rồi chứ gì. Mày bớt xài đi. Tết nhất thì cũng về quê với gia đình. Tao thì bỏ ba, bỏ má tôi về đây. Vậy làm mê gì? Mê trai. Dân ơi, em mê trai quá trời. Anh nói thật, em biết trai thật nào chả thế. Thì ông giống nhau hết. Khuya rồi, mày vô ngủ không? Không. Rồi bây giờ sao? Mày vô ngủ không? Không. Mày vô trong ngủ với nệm ấm chân em của mày đi. Tao ngồi đây tôi sương gió mũi cắn tới sáng đi. Trời hơi lạnh quá. Chắc phải tìm người ôm ngủ với ấm được. Vô ổ. What the fuck? Nhìn cái gì? Thì mày nói kiếm người ôm thì tao vô cho mày ôm ngủ. Ôm rồi đó. Họ không có làm gì đâu. Mày nhắc chưa? Chắc. Đứa này nó xài cho chó. Vậy. Fuck. Mày chưa mày chưa? Chạy không có tiếng đâu đàn đâu quá. Con chào cô. Mặt trời lên tới đỉnh rồi. Đúng là người thành phố ha. Ăn cháo mặt trơn. Không có phù hợp với làng quê mà. Thôi con. Em mới về nó chưa có quen đâu. Với lại nó cũng là thấp nữa. Cứ để cho em nó nghỉ ngơi thoải mái đi. Chứ muốn cô đồ đồ thay nữa. Ừ. Có đứa nào có bộ đồ nào thay đâu. Cô có kìa. Ừ thì cô có rồi. Trường rồi đó cô. Còn đây á hả, à mà chắc là khách á thì không có làm, còn người trong nhà thì phải ra đồng với cô. Dạ không sao đâu cô, con á cái gì làm được hết trơn á, với lại cũng muốn phụ anh Trường nữa. Tại cái này á mấy việc làm nhọc không ạ, cô sợ con làm không quen rồi lỡ bị cái gì rồi sao. Ủa có con ở đây mà cô lo cái gì, chuyện gì á em không biết thì để chị chỉ cho. Ồ, mới ngậu cái qua cười. Rồi, như phim ma vậy đó. Cái ảnh cuối như phim ma vậy. Rồi, hết phim rồi. Khúc này phỏng vấn. Không phải phỏng vấn à. À, ba mẹ. Dạ, cái gì có thích phim không? Ba có thích phim không? Có. Dạ. Có, phim này hay rồi đấy, hấp dẫn á. Hay hơn phim trước không? Nói chung là hay hơn. À, nói chung là ba mẹ phải ủng hộ phim.
ủng hộ xem phim nha. Ủng hộ tối đa 3 rồi đó. Hay không? Hay. Không, bác phải nhìn giống cái kìa, bác khẳng định lại đi, phim hay không? Hay. Con diễn ok không? Ok. Rồi, nói chung là mọi người ơi, hãy xem và share cũng như subscribe kênh RL Team của tụi mình. Rồi ủng hộ những sản phẩm tụi mình subscribe nha. Ủng hộ đi, tháng năm có nhiều phim hơn, không ủng hộ lắm có phim coi. Đúng. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc reaction này. Chắc là chỉ có một tập thôi, tại vì bữa nay mình đi về dưới Bình Dương với ba mẹ để quay TikTok á. Cái tiền thể có tập 1 luôn cho nên mình quay luôn. Còn tập 2, tập 3 thì không biết là sẽ có reaction hay không. Tụi mình sẽ reaction với Tem. Đúng. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem.